Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng các cái tính năng của TV Sony. Tôi có hướng dẫn khá nhiều cái video về sử dụng TV Sony, tuy nhiên là mình cũng chưa hướng dẫn đầy đủ được, do mình mua về thì mình cứ lần lượt mình khám phá những cái tính năng của nó, cho nên mình cũng chưa hướng dẫn được đầy đủ. Gần đây thì một số anh em hỏi mình hướng dẫn cái cách tắt hình như thế nào. Thì mình hướng dẫn luôn để chúng ta biết này. Nếu chúng ta muốn tắt hình á, đầu tiên là chúng ta sẽ bấm vào cái nút Home này. Sau đó chúng ta sẽ di chuyển nút lên xuống này. Mình chỉnh lại cái này đấy, nói cho nó dễ. Mình di chuyển cái nút lên xuống này, nó bấm đây nhá, trong này này, trong này nó có cái chỗ mũi, chỗ chỗ lên này, chỗ xuống đây. Lên đây xuống đây. Thì mình di chuyển nó xuống cái chữ cài đặt này. Mình di chuyển nó xuống chữ cài đặt. Đó, mình bấm vào OK, bấm vào ở giữa này, bấm vào OK nhé, bấm vào OK cái thì nó sang chữ cài đặt hệ thống. Mình bấm tiếp vào OK nữa thì nó sẽ sang hình ảnh những thứ đây. Đó, thì mình di chuyển nó xuống. Rồi còn bây giờ nếu mà chúng ta muốn xem lại các cái chương trình truyền hình, chúng ta muốn tua lại chẳng hạn, bây giờ ví dụ như đây hiện tại là 9 giờ 18 phút mà chúng ta muốn tua lại, chúng ta xem các cái chương trình trước đó thì chúng ta bấm cái mũi tên ngược lại đây để chúng ta tua trở lại. Chúng ta bấm đây thì nó sẽ đây là 9 giờ 18 này, chúng ta có thể tua lại nhé. Chúng ta tua lại với tốc độ nhanh cũng được. Đó, chúng ta tua lại đây là nó còn 8 giờ mấy, nó tua về tốc độ rất nhanh, là 7 giờ nó tua lại. Khi chúng ta tua lại đến chỗ nào mà chúng ta muốn dừng thì chúng ta chỉ việc bấm vào nút OK này. Chúng ta chỉ việc bấm vào OK là nó sẽ chạy tiếp. Nó sẽ chạy đây, đây là 7 giờ sáng mà trên thực tế bây giờ là hơn 9 giờ rồi. Đấy là chúng ta muốn xem lại trong ngày. Còn nếu mà chúng ta muốn xem lại ngày trước đó thì chúng ta bấm vào cái nút xanh này. Chúng ta bấm vào nút xanh này. Chúng ta nên dí vào cái My TV. Thế bấm vào nút xanh thì nó sẽ ra đây. Đây là ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta muốn xem ngày hôm trước thì chúng ta lại bấm cái mũi tên sang bên này. Chúng ta bấm, chúng ta xem ngày hôm trước. Đó, ngày thứ ba, ngày 28 tháng 7. Nếu chúng ta muốn xem tiếp ngược về trước nữa, chúng ta lại bấm vào đấy. Nó sang ngày 27 tháng 7 rồi, chúng ta thấy ngày đó. Và những cái chương trình đây, chúng ta muốn xem chương trình nào thì chúng ta chỉ việc gạt cái nút lên xuống này để chúng ta xem. Ví dụ như là chúng ta muốn tua xuống cái chương trình thầy cô của chúng ta đã thay đổi chẳng hạn, thì chúng ta đưa xuống đó và chúng ta bấm vào nút OK. Bấm OK đây thì nó sẽ lập tức chạy sang cái chương trình mà chúng ta cần xem. Đó. À, để tránh tình trạng bản quyền là phải tránh đi. Bây giờ YouTube kiểm soát rất chặt về bản quyền, trong khi mình lại không có ý định quay bản quyền mà chỉ quay hướng dẫn TV này thôi, hướng dẫn sử dụng TV này thôi. Như vậy là mình đã hướng dẫn khá là đầy đủ cho quý vị và các bạn rồi. Nếu mà quý vị và các bạn nào cần xem hay cần hỏi thêm cái gì, chúng ta cứ để lại các cái comment bình luận, mình sẽ hướng dẫn thêm để chúng ta xem cho nó cụ thể thêm. Nếu cần hỏi gì chúng ta cứ để lại comment và bình luận nhé. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.